Sau khi có thời gian học tập và làm việc tại London thì tôi đã trở về năm 2012 để mở một cái thương hiệu cho riêng mình là Woman Rock. Woman Rock nó giống như là một cái lời tuyên ngôn phụ nữ là số 1. Tôi muốn nó là một cái thương hiệu chung để làm đẹp cho phụ nữ Việt Nam. Nếu mà để nói về Woman Rock, tôi sẽ sử dụng hai tính từ thanh lịch và nữ tính. Đến với Việt Nam International Fashion Week lần này, tôi và Woman Rock đem đến bộ sưu tập đặc biệt dành cho mùa lễ hội và mùa cưới cuối năm 2016 đầu năm 2017. Cảm hứng của bộ sưu tập mới mang hơi hướng của phong cách châu thời kỳ phục hưng. Nó sẽ là một cái bộ sưu tập được sử dụng chất liệu phong dáng khá là tương phản và nó bám sát theo xu hướng của thời trang thế giới mùa thu đông năm nay. Đây là lần thứ hai tôi tham gia nhưng cũng là lần đầu tiên Fashion Week được tổ chức tại Hà Nội. Tôi cảm giác rất là vui và rất là hạnh phúc, cũng giống như là tôi được trở về sân nhà để phục vụ cho khán giả tại thủ đô Hà Nội. Tôi hy vọng là các khán giả sẽ ủng hộ tôi cũng giống như các nhà thiết kế khác.